chục cây số cái đường á, mà nó chở nó chở lên cái cầu lên là đúng vậy, nó nổi ai đi nãy giờ có khám được đâu. Thế à? Gì không đọc Lan thấy thương dữ sợ luôn, mà chắc là giờ bỏ chưa thấy người ta ăn vậy không mình bị. Đây gà trống nè, cái đùi bự lắm, cảm nào giác giống như là đùi gà ta, gà ta mình gà ta mà gà ta mình mà gà trống, cho nên là nhìn nó rất là chắc, cái sớ cơ của nó cả nhà nhìn rõ đúng không? Ồ. Cái gà trống á, cái thịt nó hơi đen đen, trời ơi mê quá, giờ ăn cái gì ta. Cái đùi em cũng thích ăn, chắc ăn đùi gà với lại em khoái ăn cái củ khoai môn. À, khoai môn ăn gì cô? Dạ, khoai môn. Có đùi vậy đâu? Dạ có. Đó thì cả nhà ơi, hôm nay Thuận lần đầu tiên kênh phố xá của mình qua thăm cái quầy bán, tức là 7 ngày 7 món của chị Úc đó, ở bên Công Chúa Ngọc Hân hay chị ha. Ừ. Chị mới bỏ gọi là nước cốt dừa, vô cái nồi nước. Ừ. Nước lèo của gọi là bữa nay chị sẽ bán là cà ri gà vịt. Đúng rồi. Nước cà ri gà vịt hai thứ. Dạ. Yeah. Có gà có vịt. Dạ. Yeah. Thường em thấy người ta bán một loại, chị bán hai loại. Không, hai loại em mới ngon. Ờ, hai loại. Dễ lựa chọn ha. Ừ. Ồ, em thấy nhất cái này là cái củ khoai môn đó hả chị? Đúng rồi, khoai môn. Ồ, cái món này em khoái ăn nhất luôn nè. Phải là khoai, có khoai môn với khoai lang hai thứ. Ồ. Đó, cả nhà cùng xem qua một số cái topping. Ừ. Đó là góc tư gà ha. Cái này nửa con luôn chứ góc tư là, gì? Cái này là vịt. À, cái này là khoai môn nè. Ồ. Đó. Cái này là khoai môn nè. Dạ. Còn cái này là khoai lang. Xuất sắc luôn. Cái này là khoai lang nè. Dạ. Ôi ôi ạ. Đó vậy ăn vậy mới ngon. Nếu mà một tô là một miếng hay một sẵn miếng vậy đó. À. Chứ nhìn nhiều quá ăn ta cũng ngán lắm. Đúng rồi, em thấy nó một nửa đó nó quá nhiều. À chị cũng đang chặt sẵn ha, chặt sẵn một hồi khách tới là mình cứ thế là mình lấy ra thôi. Vậy nó lẹ. Ừ. Đó, cả nhà coi ha, xong rồi cái một hồi mình ăn một phần mình review tại chỗ luôn. Ăn thử vịt hay gà vậy đó, muốn ăn gì đó. Yeah. Gà là chị bán gà trống. Gà trống nè, chân gà trống nè. Yeah. Cánh gà trống nè. Ồ. Cái cánh gà ngon lắm nè. Dạ. Còn này là cái đùi gà. Nếu mà một phần đùi là một cái đùi. Đúng rồi. Phần cánh là một hay là okay, hai cái cánh? Một cái cánh. Một cái thôi ha. Ăn còn không hết nữa đó. Ồ. Còn này là má đùi. Má đùi. Ừ. Dạ. Tại vì cái này ớt toàn ớt lắm. Dạ. Cái này là ớt cay ớt lắm. Ừ. Chỉ có miếng gà thì ta ăn ớt gà, ớt xé đồ nãy kia. Dạ. Còn này là mình bán là cà ri là mình theo yêu cầu của khách là mình bán ăn vậy đó. Dạ. Đùi, cánh, má đùi, lòng, mề. Mề nè. Lòng mề trên này. Đây nè, mề nè. Dạ. Mày ngon lắm. Mày gà, mày vịt không à? Dạ. Không có mày gà, mày vịt không à? Sao vậy? Sao không bán mì gà? Không. Đa số là ta chịu ăn mày vịt không mà nó dai, nó ngon hơn. Nó dai, nó ngon hơn mì gà. Đúng rồi. Nó ngon hơn. Còn cái này là nửa vịt. Con hay là vịt. Ấy ta? Dạ. Ai muốn ăn ăn gốc tư này là mình bán gốc tư, còn ai muốn ăn thịt chặt thì mình bán thịt chặt. À. Đó. Nó thịt chặt ở đây nè. Nói chung là bán đùi lên nè. Đùi là như nè. Gốc tư này là vịt à, này. Trời ơi ạ. À. À, ai muốn ăn gì mình, ai ăn vịt đùi không mình bán đùi không. Dạ. Ai ăn thịt thêm mua lòng ạ. À. Dạ. Có ai ăn gì thì mình theo yêu cầu của khách là mình bán. Bây giờ chị sẽ làm cho khách mới vừa kêu. Khách này ăn lòng không hả chị? Đúng rồi, ăn thêm. Dạ. À hình như khách rồi chị ngồi bển luôn rồi, hả? Đúng rồi. Ăn thêm. Mấy bữa nay chị Úc nói là khách nó bị bữa này vắng lắm, bình nó không có không... được bùng nổ như mọi lần. Mọi lần tôi coi trên clip là thấy khách là rất là đông luôn. Chị mở từ 2 giờ hay là 12 giờ ta? 1 giờ rưỡi à. Bắt đầu mở. Đó, cập nhật cái giờ mới của chị. Đúng là rồi. 1 giờ rưỡi. 1 giờ rưỡi là nào giờ luôn, 1 giờ rưỡi. Yeah. Không à, không có sớm hơn nữa, không có trễ hơn nữa. Dạ. Yeah. Sớm hơn nữa không có chỗ, ở đây. Yeah. Là buổi sáng là chợ. Buổi sáng đây là chợ. Cái nước đó là nước màu hả chị? Không, cái này là cái dầu của nó đó. À. Cái phần dầu mỡ nổi rồi nó thơm ha, kiểu. Đúng rồi.
cái phần này là còn những cái phần như thế nào, đầu cổ cắn đầu có không, chứ không xài đầu, không có ăn đầu hết trơn á, ăn chân. Dạ. Thành ra mấy cái đó chân mình với đùi. Ơi đùi gà cánh. Trống này chị gắp cái đùi gà trên con. Đây, gà trống nè, cái đùi này. Ồ. Đùi lắm. Cảm nào giác giống như là đùi gà ta. Gà ta mình mà, gà ta mình mà gà trống. Cho nên là nhìn nó rất là chắc. Cái sớ cơ của nó cả nhà nhìn rõ đúng không? Rồi. Đó. Cái gà trống á, cái thịt nó hơi đen đen. Trời ơi, mê quá, giờ ăn cái gì ta? Cái đùi em cũng thích ăn. Chắc ăn đùi gà với lại em khoái ăn cái củ khoai môn. À, khoai môn. Ăn gì cô? Dạ, khoai môn. Dạ có. Rồi, ở đây đem về chị. Ăn ở đây. Ok. Giống mấy gà nha. Cái này là cái đùi con vịt ha. Cái này cái đít con vịt ha. Không lấy nước béo à? Dạ, không lấy nước béo. Ok, ngồi đi. Cái này là cái phao câu con vịt ha. Bán hai thứ ta sợ lấy nhầm. Dạ thứ sáu uống rêu. Thứ có sáu là uống rêu. Mà bán cua là thứ mấy? Bánh canh cua là thứ ba. Dạ. À, thứ tư có menu này nè. Rồi em quay cái menu cho cả nhà coi. À, cả nhà kênh phố xá của mình lần đầu tiên tới thì cả nhà coi cái menu này để biết ha, là thứ mấy bán cái gì nè. Thứ hai là hôm nay bún gà cà ri gà, thứ ba bún mắm, thứ tư bánh canh cua giò heo, thứ năm mì vịt tiềm, thứ sáu bún riêu, thứ bảy miến đó, chủ nhật bán chủ nhật luôn là gọi cuốn đu đủ hoàn thánh, không nghỉ ngày nào luôn chị Út. Không có ngày trai nghỉ em à, ngày trai bán chay buổi sáng buổi chiều nghỉ ha. Là có bán chay không hay có bán chay buổi sáng? Trời ơi ạ. Buổi chiều không có bán. Nói chung là lao động suốt tuần luôn. Rồi, không có béo nhiều nha. Lấy muối ớt ở đây em nè. Đã thấy mày quay cái thời gian biểu của chị mà không quay cái tô. Một hồi mình sẽ quay tiếp á. Ôi ôi. Đây là phải có củ hành đồ. Rồi còn cái gì nữa không? Quyết, củ hành đồ. Còn nước ở đây, nước này là nước dừa, nước gốc dừa nè. Đó. Em không biết cái lịch của chị nhưng mà qua đúng cái món em thích luôn. Bữa nay qua thứ hai là trúng cái món tủ của mình. Món này dễ có vịt có gà dễ ăn hơn em. Dạ. Nói chung là em khoái nhất là cái món cà ri. Đó. Em người miền Tây hay người miền gì? Em người miền Bắc. Dạ. Tại vì cà ri đa số là người miền Tây ta thích ăn hơn. Thế hả? Ừ. Không biết mà bản thân em thích ăn cái cà ri thì miền Tây thích ăn lắm. Cà ri gà, cà ri vịt. Đúng rồi. Xuất sắc nha cả nhà. Đó. Lần đầu tiên Thuận đến quay và thấy là đúng là đây là cái lý do mà cái quán của chị được rất là nhiều người yêu thích. Tất cả những cái đồ ăn đều rất là đẹp luôn, và nhìn là đã chị bán ngày nào là hết ngày đó. Tại sao mình bán đổi món, bán đổi món thành ra phải cái đồ nó mới đó, cái này tại mình mai mình bán món khác rồi. Dạ. Mai này chị bán bún mắm là bán hải sản không mà đâu bán món này nữa. Cái đồ này mình đâu để qua ngày mai, không. Nó không thể, không lẽ để một tuần đúng không chị? Không lẽ, không lẽ như vậy. Cái này thì có chân gà, chân vịt, tại vì mình vịt rồi phải mua nguyên con, có đầu vịt rồi nữa, cánh vịt rồi nữa. Cánh vịt rồi nè. Dạ. Chị làm này từ lúc nào tới giờ mới được bán? Sáng ha, sáng là 6 giờ mấy chị đi chợ rồi, về tới nhà là khoai môn mà mình phải tự bào hết. Về nhà làm tới 11 giờ mấy là xong. Về chờ mấy người ở đây bán, ta dọn dẹp mình mới ra được. Tụi mình bán ở chợ mà. Chia chung mặt bằng với nhau ha. Chứ lúc này chợ chậm á, thành ra mình phải nhường cho ta bán. Ở đây gọi là chợ công chợ Phú Thọ. Chợ Phú Thọ. Phú Thọ. Ở đây là phường Phú Thọ Hòa hả ta? Không, phường 13 quận 11. Dạ. À đúng rồi. Phường 13 quận 11 chợ Phú Thọ. Dạ. Nhưng mà mình bán mình phải giật đồ lại. Dạ. Cái này giật đồ lại nhiều lắm luôn. Đó, đợt này là chị nói nó là hết đồ. Giật đồ là nó ít hơn ngày xưa. Cho nó hết đồ phải không? Đó, nó kinh ngon. Tế khó khăn cả nhà. Em thấy ăn đồ nó tươi tươi phải không? Đó, má ra ăn nha. Thôi ngồi chơi chút đi. Dạ. Cái hành này để tiếp tục bỏ đúng rồi, đúng rồi, bỏ vô từ từ em.
giống như nó hết rồi mình thả vô vậy nó mới ngon, chứ còn bỏ vô nhiều quá nó mềm hết, hết ngon rồi. Nó mềm rụt quá, ừ. Nó bị hết ngon rồi. Thậm chí nó là bị đổi cái vị luôn ha, ừ. Rụt quá nó sẽ bị chua. Còn canh bỏ từ vô rồi đó. Củ hành thì cũng sắc bự, nó không có như người ta sắc nhỏ 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 không có. Sắc cái gì cũng xài miếng miếng vậy đó. Ôi ô, cả nhà thấy cái riêu. Cái đó gọi là cái gì, cái ván vàng? Cái đó là cái bằng gì ta? Cà ri thì gọi là cái gì ta? Nó nổi. À phải kia bằng cốt dừa nó. Nước cốt mà kia bằng cái gì? Tự nhiên nói nó quên tên mẹ nè, không phải sữa. Nó chị có nấu sữa tươi không? Chị nấu không, không. Ồ, không có sữa. Nấu nước cốt dừa không à? Thấy nước cốt mà. Nhìn đẹp không cả nhà? Như là cái hoa vậy đó. Nấu nước cốt không? Không có nấu nước, có nấu sữa ở đây. Xuất sắc. Nó kẹo lắm. Huyết. Huyết dịch hả? Huyết dịch không à? Dạ. Anh đang có xài huyết ra ha, kìa. Ồ, thơm quá à nhà ơi. Nó sôi lên là rất là thơm. Dạ. Không có lợi, Dũng. Tại nó gà dịch tới bây giờ vàng tiền, nó không có lợi. À. Vàng tiền. À là do quay cái cặp chặt nhiều quá. Đúng rồi. Bây giờ nó người ta khuyến cáo là bớt 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 sát hại động vật. Đúng rồi, đúng rồi. Nó không hiểu là cái món ăn thôi. YouTube nó bị cứng nhắc lắm, cứng nhắc. Em cũng quay vậy chứ vậy em cũng cắt bớt cái phần chặt là chỉ chủ yếu lấy cái phần mình chế nước này kia. Với lại quay mà dính cái đầu gà là bị chắc luôn. Rồi. Nó nhận diện được con gà. Ok. Để đi đường á, ai lấy đường kìa, lấy bình thường á, bỏ đi. Thôi lấy miếng đường đó bỏ đi. Nói chung là chị Út thì như mọi người mà có coi YouTube nhiều thì sẽ biết chị xuất hiện rất là nhiều, nhưng mà và chị cũng sẵn sàng chia sẻ những cái công thức của mình luôn á, không thích chị giấu cái gì. Từ là luộc cua cho tới là làm mì vịt tiềm, bún riêu, nói chung món nào cũng lên đầy đủ công đoạn hết rồi ha. Có món nào chưa lên công đoạn không chị? Có nhiều đứa biết sao phải không, kêu chị dạy, nói chứ chị cũng nấu vậy nhưng mà ăn thua cái khẩu vị của mình. Cái khẩu vị của mình muốn ăn mặn ăn ngọt gì đó, thì mình đem theo đó. Có nhiều đứa kêu chị chỉ dạy nấu, dạy nhưng mà về ra cái chỗ cái giống như cái khu vực của chị ở đó ăn cái khẩu vị về em ra mà miền Trung hoặc miền Bắc hay là cái miền khác là nó không có hợp với khẩu vị đây nữa, phải một người một cái khẩu vị khác nhau da hay là rồi. Dịch tới gà vậy Hằng? Rồi dịch luôn. Rồi ăn dịch luôn. Rồi. Cái này nó bình vậy đó chứ nó không có đi với phía đông. Thảo mới đi khám bệnh về đó. Là nguyên cái gan một con luôn rồi. Rồi ăn vậy nó mới ngon. Ăn vậy nó mới ngon. Tôi vậy là bao nhiêu chỗ? 55 với thêm 10.000 nữa 65. Bình thường 55 một tô. Ai ăn cũng vậy. Do cái này có gan. Này là tô có gan. 20. Cái này nó sẽ lớn hơn. À cái này nghe là 20. Ăn ai ăn muốn ăn thêm gì thì mình thêm cho người ta. Dạ. Yeah. Còn trung bình là 55. Okay. Đúng rồi. Đó, cả nhà cùng xem chị Út làm thêm một vài tô nữa xong rồi cho mình cũng kết thúc video ở đây ha cả nhà ha. Như cái tô nữa em ăn là khoảng nhiêu chị Út? 55. Dạ, 55 thôi hả? Tô thì về cũng 55.
Dạ. Gà này là mình lấy gà ở đâu lên chị? Gà vịt là mình. Có mối hay nào giờ? Dạ. Có mối hay nào giờ? Dạ. Chị mới đang có ớt, có má đùi à cưng, má đùi ngon. Má đùi á, cái thịt nó ngon lắm em. Đây thì có chồng chị Út là sẽ đóng gói cả nhà để giao cho khách nè. Đó. Đó. Hai vợ chồng phối hợp ha. Đây chỉ có cái chỗ ngồi bên đối diện nữa cả nhà, với lại chỗ ngồi ở đây nữa ha. Cari thì mình chọn cái gà size lớn, con lớn. Gà vịt gì cũng lớn hết trơn á. Để cho nó mấy cái size lớn, mấy cái lớn, nhưng mà gà lớn nhưng mà không có già nha. Size lớn.
lớn không có già. Già lớn hết mức. Bán muốn coi dịch cũng vậy, mà bán dịch tiền cũng vậy, là lấy size lớn nhưng mà cũng lấy già. Dạ. Có trên tất cả các áp không chị? Không bán luôn. Không. Dạ. Mấy người nổi lắm, nó phải nó nổi cho mình bố con. Ăn gà đó, kêu nó ăn gà không mà không có la pha ăn gà. Bây giờ thì chị Út sẽ làm cho được một phần. Dạ. Nhưng mà chị chặt cho em ăn thử miếng gà của chị bán. Vừa gà vừa vịt luôn. Cái này là gà ta mình nè, em ăn thử. Dạ. Vậy là gà với vịt luôn ha. Em ăn thử thôi. Phải mòn nha. Ừ đúng rồi. Em ăn thử đi. Ok. Mấy chục cây số cái đường á mình chở nó lên cái tụ nhà nó kệ nó đổi. Ai đi lại giờ có khám được đâu. Thế à? Chứ không đọt cái lan không mà. Chứ tại sao mà vô cũng đủ. Cũng ăn một lần. Thấy thương dữ sợ mà chắc mình là bỏ vô thấy người ta ăn vậy thôi mình bị. Nhớ lắm mình. Đây là chị sẽ có một cái chỗ ngồi ăn bên này ha. Thì mình sẽ ăn luôn. Xíu thì mình sẽ quay thêm một số hình ảnh cho cả nhà cùng xem ha. Rồi mời cả nhà ăn ha. Quán của chị Út là nổi tiếng lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ là lần đầu tiên Thuận ăn để cảm nhận cái món ăn của bên này. Và bữa nay thì may mắn là như Thuận có nói là quá là may mắn luôn, ăn được cái món mình yêu thích. Rất là mềm luôn cái thịt. Thịt gà, à thịt vịt đó cả nhà. Mềm xuất sắc luôn. Còn cái này thịt gà ha. Ở đây Thuận ăn là thịt vịt ha. Nó không bị mùi vịt một miếng nào luôn á. Nói chung là nó quá là tuyệt vời rồi. Xử lý rất là tốt rồi cả nhà. Mềm, ngon, xuất sắc. Đó, cho cả nhà xem ha. Nó là như vậy ha. Đó mình sẽ ăn nhanh thôi ha. Tại vì món này quá là dễ ăn, nó mềm, không có xương gì hết trơn. Cái nước nè, béo ngậy luôn. Vừa ngon. Ăn tới miếng gà ha cả nhà. Hồi nãy là miếng vịt ha. Đây gà trống nè cả nhà ha. Gà trống nha. Khoai môn ha cả nhà. Chị chọn được cái khoai môn nó rất là bùi, nó không có bị sượng ha. Bùi, nó hơi dẻo nhẹ tí xíu. Ngon. Nói chung là ăn cái này là quá xuất sắc, quá xứng đáng luôn.
Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip ha. Hẹn gặp lại cả nhà ở clip tiếp theo.